Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế KTM 790 đúc 2010 với mức giá bán từ là 340 triệu đồng tại đại lý KTM Việt Nam. KTM 790 đúc 2010 số chứng minh thiết kế hầm hổ đi cùng rất nhiều trang bị điện tử hỗ trợ người lái tiên tiến bậc nhất hiện nay. KTM Việt Nam vừa bổ sung thêm phiên bản 790 đúc 2010 vào danh sách các mẫu xe được phân phối chính hãng. 790 đúc được nhập khẩu từ Philippines về, tương tự như cái dòng là 200 đúc và 390 đúc. Về mặt thiết kế tổng thể của 790 đúc 2010 khá nổi bật với khối động cơ được đặt lộ ra bên ngoài, hệ thống ống xả được vuốt ngược lên phía trên. Chiếc xe được tạo điểm nhấn bởi những cái chi tiết màu sơn cam như la xăng, ốp bình xăng, đèn pha vân. KTM 790 đúc 2010 có cái khoảng xe gầm 186mm hoặc khối lượng ước 189kg. Cái điểm khác biệt giữa 790 đúc được bán ở Việt Nam và 790 đúc được bán tại các thị trường là có thêm tay chắc phía sau. Việc áp đặt cái tay chắc này để đạt được cái tiêu chuẩn đăng kiểm tại Việt Nam. Phần đầu chiếc xe sẵn chứng minh cái cụm đèn chiếu sáng hình kim cương với thiết kế 3 tầng LED cùng với cái đèn DLS viền ở bên ngoài. Đèn báo rẽ cũng được đặt ngay sát cái màn hình tốc độ. Cái dàn chân trước của 790 đúc 2010 ở dùm cái giảm sóc hành trình ngược DDP 43mm cùng với cái đĩa phanh kép là 300mm kết hợp cùng với kẹp phanh của piston. KTM cũng trang bị cho cái mẫu xe mới này hệ thống phanh ABS hai kênh với công nghệ là ABS trong cua hay gọi là KTM Conrin ABS. Cái bình xăng được thiết kế góc cạnh rất giống với người đàn anh cả 1290 Super Duc R 2020. Bình xăng thì có dung tích lớn 14 lít. Cái chiếc xe này có một cái màn hình tốc độ điện tử TFT. Màn hình này có tính năng thay đổi cái độ sáng dựa theo điều kiện môi trường xung quanh. Khu vực hiển thị vòng tua máy cũng có chức năng cảnh báo người lái khi chúng ta tăng tốc lúc động cơ chưa đủ ấm. Cái cụm điều khiển di động trái giống hệt như phiên bản 390 đúc với các phím bấm điều chỉnh cái độ lái, đèn báo rẽ, còi, đèn bắt xin. Cái cụm điều khiển bên phải được thiết kế đơn giản với một nút bấm tắt bật động cơ. Cái vị trí yên người lái của cái chiếc 790 đúc cao 825mm tương đương với cái chiếc là 390 đúc. Với thiết kế yên của 790 đúc 2020 được làm lõm ở vị trí chống chân nên người dùng có cái chiều cao khoảng là từ 1m6 vẫn có thể điều khiển xe máy khá thoải mái. Hệ thống phanh sau có dùng cái kẹp phanh một bit kết hợp cùng với cái đĩa là 240mm. 790 đúc 2010 tại trường Đông Nam Á có dùng cái bộ lốp của Michelin Pilot Cross 5, trong khi các khu vực khác chẳng hạn như Bắc Mỹ hay châu Âu được trang bị cái lốp của Maxxis Supermax ST. Cái ống xả trên chiếc xe được treo ngược lên phía trên giống với người đàn anh là 890 đúc R. Đèn hậu, đèn bóng rẽ sau cũng đặt về lên chân bùng với thiết kế nhỏ gọn hơn. KTM trang bị cho cái mẫu nước cơ bay này một khối động cơ là 799cc 2 xăng sinh ra cái công suất 105 lực cùng một bánh xoắn cực đại là 87 Nm. Nếu so với các mẫu như Chum Triple SS thì KTM 790 đúc 2010 yếu hơn 16 lực, dùng cho dù dung tích động cơ lớn hơn là 34cc nhưng bù lại thì lực xoắn của cái chiếc 790 đúc thì cao hơn 80 Nm. Sẽ được trang bị một loạt những công nghệ hỗ trợ người lái chẳng hạn như kiểm soát lực kéo MTC, xoay nhanh hai chiều, kiểm soát cái kiểm soát độ trượt bánh sau MSA cùng với bốn chiều lái gồm Drift, Sport, Range và Track. KTM Việt Nam thì vẫn chưa công bố mức giá bán chính thức của em ấy, nhưng chắc chắn cái chiếc KTM 790 đúc 2010 sẽ không có mức giá nào cao hơn là 340 triệu đồng. Nếu được bán với mức giá này thì cái chiếc KTM 790 đúc 2020 sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để cạnh tranh sòng phẳng với các cổ như là Triumph Triple SS 2019 đang bán Việt Nam
là 435 triệu đồng. Hay đợt Yamaha MT09 đang bán mức giá là 299 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để kế tiếp nhấn like, subscribe.